hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2021. Bò bị chạy gồm có bò bê, cơ bắp, thấp kem. Rồi giao hai bò này cho anh khách này ở trên Hương Kính Trung. Anh xuống bắt bò bộ béo, anh chị này xuống bắt bò. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần Quỹ ban xã Nhân Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem xét, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình. Rồi còn cần quần đầu đi quay sang lên bản đồ đi cái lô bò. Về tập tổng trong cái bò mình giờ có 5 con bò lỡ. 5 bò lỡ 10 tháng. Còn cái lô phía bên đây là 7 tháng, 8 tháng. Bò bê phóc kem. Con này 2 cái bắp. Đây, con cái bắp bông. Với con cơ bắp đen, màu đen. Đít dai chà bè. Để yên tâm. Yên tâm quá trời. Cuối video cảm ơn quý khách đã đến với trại ủng hộ. Cuối video cảm ơn quý khách đã đăng ký và lượt xem kênh YouTube trại bò tư chiến.